Tuổi Hợi năm 2023 gặp khó có quý nhân phù trợ, thuận lợi đủ đường. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đánh giá tổng quan tử vi tuổi Hợi 2023 khá tốt đẹp, ít sóng gió thăng trầm. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số khẳng định bản thân, tạo bước đà bùng nổ trong công việc và vấn đề tài chính. Với những ai đã nỗ lực suốt thời gian vừa qua thì đây chính là cơ hội tốt để gặt hái thành quả xứng đáng. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu niên Quý Mão, đồng thời xét tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng và lịch ngày tốt đưa ra, những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2023 của tuổi Hợi trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Hợi 2023. Tử vi 2023 dự báo sự nghiệp tuổi Hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng trong năm 2023 này, một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt đầu guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí những người dẫn đầu trong một xu hướng nào đó. Tất nhiên trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực, kiểm soát hành động của mình. Và những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc tuổi Hợi năm 2023. Người tuổi Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2023 này. Do có cục diện tam hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải vất vả. Song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chú ý gìn giữ sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa. Và những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 3. Tử vi tình duyên tuổi Hợi năm 2023. Vận trình tình duyên của người tuổi Hợi xuất hiện nhiều điểm sáng, bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc, vì thế hãy mở cánh cửa trái tim, đừng tự nhốt bản thân trong thế giới riêng mãi. Với người độc thân, ngũ hành tương sinh giúp con giáp này có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể thông qua những buổi gặp mặt này, bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Khi ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn hãy gạt bỏ những trăn trở và băn khoăn để có thể cho đối phương một cơ hội. Thông qua quá trình trò chuyện, trái tim bạn sẽ tự đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ tương lai. Với những ai đã có đôi có cặp, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống.
Trong năm 2023 này, nếu có thời gian rảnh rỗi, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Và những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe của tuổi Hợi. Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của tuổi Hợi lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức gìn giữ, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức, rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Và những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Hợi. 1. Tử vi tháng 1 âm lịch, bước chân vào tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Hợi đã gặp được nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp cũng như làm ăn. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng, hợp tác với đồng nghiệp, đối tác để đôi bên cùng phát triển. Quan hệ vợ chồng ngọt ngào, gắn kết, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới, hai người luôn chủ động giúp đỡ nhau trong mọi công việc và tìm thời gian rảnh để hâm nóng cảm xúc lứa đôi. 2. Tử vi tháng 2 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ phải trải qua một tháng khá vất vả, công việc bộn bề khiến con giáp không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng bù lại càng cố gắng bao nhiêu, bạn sẽ càng gặt hái được thành công lớn bấy nhiêu. Tháng 2 có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, vì vậy bản mệnh cũng nên cẩn thận trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy đắc tội với người khác. Hãy nhớ rằng mọi việc đều có thể trao đổi bằng lời nói, khi đôi bên đều có thiện chí lắng nghe. 3. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tháng 3 không phải là thời điểm thích hợp để con giáp hợp tác, đầu tư, cho dù là với bạn bè hoặc những người thân thiết. Ngược lại, càng là người quen thì bạn càng cần tính toán kỹ lưỡng, minh bạch để tránh phải gặp những tổn thất trong tương lai. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn để được nhẹ nhõm và tháo gỡ những khúc mắc kịp thời. Với người đầu tư, bạn nên tích cực tham gia những buổi gặp gỡ nếu muốn nhanh tìm thấy nửa kia. 4. Tử vi tháng 4 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi Hợi tăng trưởng vững vàng trong tháng 4 này. Bạn tập trung nghiêm túc cho công việc nên đạt được những thành tích xuất sắc, khiến lãnh đạo tin tưởng và sẵn sàng dành cho phần thưởng xứng đáng. Chuyện làm ăn kinh doanh có nhiều khởi sắc khi bản mệnh nắm được biến động của thị trường và chủ động khi đứng trước các cơ hội, không cần phải đợi lời khuyên của bất cứ ai. Tiền bạc sẽ tự động đổ về túi bản mệnh nhanh chóng. 5. Tử vi tháng 5 2023 âm lịch. Tháng năm này là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn. Bạn sẽ gặp được nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, khiến mọi người tiến triển suôn sẻ. Đồng tiền đổ về túi cũng dư giả hơn hẳn mọi người xung quanh. Phương diện tình cảm có những tiến triển tích cực khi mối quan hệ giữa bạn và người ấy ấm lên nhanh chóng. Nếu thời cơ đã chín muồi, bạn nên bày tỏ tình cảm để hai người đi tới một mối quan hệ thân mật hơn. 6. Tử vi tháng 6 âm lịch. Người tuổi Hợi phải trải qua tháng 6 khá vất vả khi các kế hoạch liên tiếp gặp trục trặc. Tuy nhiên, con giáp này không cần phải quá lo lắng vì xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Phương diện tài lộc không có biến chuyển nào quá rõ rệt, bạn cần tiếp tục kiên trì với các kế hoạch của mình, đồng thời hiểu rõ tình hình thực tế của bản thân để không vội vàng chạy theo xu thế của thị trường, gây hao tổn không đáng có. 7. Tử vi tháng 7 âm lịch. Bản mệnh cần phải chú ý đến nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại mình trong tháng 7 này. Làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt là chớ nghe theo lời bàn ra tán vào hoặc lời xúi giục của những kẻ không đáng tin cậy. Trong gia đình, vợ chồng cũng gặp phải một vài mâu thuẫn nhỏ nhặt, bạn cần kiềm chế tính nóng nảy để tránh chuyện bé xé ra to. Hai người nên bình tĩnh để trò chuyện và trao đổi với nhau những quan điểm bất đồng. 8. Tử vi tháng 8 năm 2023 âm lịch. Người tuổi Hợi gặp được một vài cơ hội trong thời gian này, song bạn phải chủ động nắm bắt, nếu không cơ may sẽ rơi vào tay người khác. Hãy tin tưởng vào bản thân rồi bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Với người tham gia thi cử, tuyển chọn, bạn cần tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình để tự tin bước chân vào các kỳ thi. Sự tự tin và vốn kiến thức sẵn có sẽ là điều gây ấn tượng sâu sắc với các nhà lãnh đạo và tuyển dụng. 9. Tử vi tháng 9 âm lịch.
Con giáp này phải đối diện với khá nhiều áp lực trong tháng 9, nhưng xét trên các phương diện tích cực, bạn sẽ tìm thấy động lực để tiến về phía trước, thậm chí tìm ra được điểm mạnh của mình và có hướng phát triển trong tương lai. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động, bạn không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Những khi quá mệt mỏi, bạn nên tâm sự với người thân nhiều hơn, như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời có động lực tiếp tục cố gắng. 10. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10, tình hình tài chính của người tuổi Hợi có những bước triển khá là đáng kể. Các khoản đầu tư của bạn dần đem lại lợi nhuận, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không cần lo đến chuyện thiếu tiền. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo nên nhận được nhiều cơ hội giúp khẳng định vị thế. Hãy tự tin và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Bạn sẽ ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. 11. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng 11 là một trong những thời điểm bứt phá của người tuổi Hợi. Bằng vào kinh nghiệm và tri thức của mình, bản mệnh có thể chạm tay tới các đích mình đặt ra từ trước. Tất nhiên, để gặt hái thành công, bạn không khỏi phải hy sinh thời gian của mình. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, dù có bận rộn đến mấy cũng chớ nên bỏ bữa hoặc làm việc quá sức. Với người lớn tuổi, hãy làm những việc vừa sức với mình, nếu không dễ để lại hậu quả, phải tốn tiền chạy chữa. 12. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch. Tháng cuối cùng trong năm, vận trình tài lộc của người tuổi Hợi có những điểm sáng đáng kể. Người làm công ăn lương nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí có người được tăng lương. Người làm ăn buôn bán có một túi tiền rủng rỉnh vì các đơn hàng, hợp đồng tấp nập. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng, dù bận rộn nhưng bạn và người ấy luôn dành thời gian để ở bên nhau, trao đổi và tâm sự với nhau mọi chuyện. Hai người như được tiếp thêm động lực khi nghĩ về đối phương. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong là số tử vi của những gia chủ tuổi Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.